những bức chân dung truyền hình đầy màu sắc. Thú vị ở chỗ là được vẽ trên các hòn sỏi vô tri vô giác, rất đẹp và sinh động. Đây là những tác phẩm nghệ thuật độc đáo hiếm có của các họa sĩ nhà sở nghệ thuật G-Art. Ý tưởng đặc biệt này xuất phát từ chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung, một nghệ nhân đã tình cờ phát hiện những viên sỏi có thể làm nên những tác phẩm độc đáo. Sở nghệ thuật đến với mình là một cái câu chuyện khá là thú vị. Thì tình cờ là mình thấy em trai của mình kinh doanh về cá cảnh. Lúc đó mình nghĩ rằng là thôi lúc này cũng đang rảnh, không có làm gì hết thì mới phụ giúp em mình làm cái hồ cá đó. Ý tưởng lúc đó lóe lên với mình, thay vì mình xếp một cái những cái viên đá cuội nó rất là thô sơ và những cái màu nguyên thủy của nó, thì mình sẽ vẽ một cái hình ảnh của một cái người được nhận cái hồ cá đó. Ví dụ như anh người yêu này, anh muốn xếp một cái hồ cá anh tặng cho bạn gái ảnh, thì anh sẽ vẽ cái hình của cái chị đó đặt vào trong một cái hồ cá, và chắc chắn là cái chị đó khi mà nhận được cái món quà đó thì chị nhìn vào cái hồ cá chị sẽ rất là yêu mến và cảm thấy là cái hồ cá này là dành cho chị. Thì lúc mình nghĩ rằng là tại sao mà mọi người cứ phải mua những món quà giống nhau để làm gì, mình có thể mua một món quà gì đó mà chỉ mình có được không, hay là mình được tặng một cái món quà gì đó mà chỉ một mình có được không. Sức hút về những cái viên đá được tô màu sắc nét và vẽ hình chân dung, và đặc biệt là nó mang một cái màu sắc cá nhân của món quà, nó đeo đuổi mình và nó thúc đẩy mình là phải làm một cái gì đó. Thì lúc đó là một cái sự cổ vũ cho mình, một cái động lực, đó chính là ông xã mình. Thì ông xã mình mới nói là thôi em cứ thử làm cái đó coi sao, anh thấy cũng khá là hay. Khi đặt chân đến hẻm 153 đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, có thể nhận ra ngay ngôi nhà sỏi nghệ thuật được trang trí rất đẹp. Không gian đầy sỏi được trang trí với những nét vẽ ngộ nghĩnh và độc đáo. Đây là nơi trưng bày và chế tác hàng ngàn sản phẩm nghệ thuật độc đáo từ sỏi, được du khách trong và ngoài nước yêu thích. Ngồi kể cho mọi người nghe thì mọi người cũng thấy là mình không phải là xuất thân là một người biết vẽ. Vẽ vời là một cái điều gì đó nó hoàn toàn rất là xa lạ với mình. Lúc đó hai vợ chồng phải tìm họa sĩ, phải tìm một cái chất liệu màu gì đó mà mình đánh lên cái viên đá nó không có bị tan, nó không có bị phai màu. Thì lúc đó hai vợ chồng mình tìm hiểu và tìm ra được cái chất liệu màu đó là màu acrylic. Họa sĩ nhà sỏi nghệ thuật luôn tất bật tạo ra những chi tiết độc đáo cho tác phẩm của mình, đặc biệt là những tác phẩm chân dung có thể giống chân dung trên ảnh của khách hàng đến 90%. Có một cái câu nói rất là hay, đó chính là mình nghĩ là cái nghề nó chọn mình. Mình tìm thấy được những người thầy đầu tiên từ chính là những bạn họa sĩ. Những bạn họa sĩ đã theo đuổi và tìm hiểu cái công việc này. Mỗi một ngày khi mà mình làm việc với các bạn họa sĩ, mình phát hiện ra các bạn họa sĩ là những cái người rất là tuyệt vời. Tức là họ có thể ngồi hàng giờ, thậm chí là họ ngồi từ sáng cho đến chiều để sáng tạo ra một tác phẩm rất đẹp. Và họ làm thật sự bằng một cái niềm đam mê mãnh liệt. Họ không nhàm chán khi mà họ làm bất kỳ một công việc mà họ yêu thích. Thì hiện tại bây giờ luôn luôn đồng hành với mình đó chính là ông xã mình, đó là anh Võ, và khoảng 20 bạn họa sĩ tại sở nghệ thuật đang gắn bó và đang là sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật. Mọi người trong sở nghệ thuật giống như là một gia đình, và mình và ông xã mình giống như là một người anh chị cả. Tạo nên một tác phẩm phải thật tỉ mỉ và nhẫn nại, bởi vì vẽ lên sỏi nguyên liệu là việc rất khó. Phải làm sao phải vừa giữ được nét tự nhiên của sỏi, nhưng bề mặt cũng phải đủ láng mịn để có thể vẽ lên. Em tên là Quỳnh, em tốt nghiệp ngành mỹ thuật và em đã vào đây làm được đến nay là 7 tháng rồi. Ban đầu mới vô ấy thì có rất nhiều cái khó khăn. Cái đầu tiên đó là trên cái chất liệu của mình nó rất là sần sùi, bởi vì nó là sỏi tự nhiên. Khi trong trường học thì lúc nào cũng chỉ là vẽ trên giấy hoặc là trên những cái chất liệu mà nó rất là bằng phẳng. Cái thứ hai đó là cái kích thước của những viên sỏi. Những viên sỏi, mỗi viên thì nó sẽ có những hình dạng kích thước hoàn toàn khác nhau. Mỗi cái hình vẽ thì mình phải lựa chọn những cái viên sỏi sao cho nó phù hợp nhất, phẳng trên cái phần mà mình vẽ người, vẽ mặt người. Cái lần đầu tiên á, em vẽ là không có biết cái gì hết á. Tức là vô bắt đầu mình thử với chất liệu này thì khi mà vẽ xong một tác phẩm á, trên cái khuôn mặt của người rất có nhiều lỗ luôn. Rồi được sự hướng dẫn của các bạn thì bắt đầu mới học cách lấp những cái lỗ đó lại, rồi làm sao cho những cái mảng màu nó láng mịn và nó tươi hơn. Cục đá đầu tiên em vẽ hơn nửa ngày. Thông qua chương trình thì em đầu tiên là em cảm ơn sếp đã tạo một môi trường làm việc rất là tốt và vui vẻ. Thứ hai là các bạn họa sĩ đồng nghiệp. Và cái thứ ba là cảm ơn khách hàng. Trung bình khoảng 100 viên sỏi ở bãi đá thì mới có thể chọn được vài viên đá để vẽ. Thời gian vẽ một tác phẩm có khi là vài tiếng, nhưng cũng có khi mất đến vài ngày, tùy theo độ khó của tác phẩm.
Thiệt ra là khi mà mới bắt đầu một công việc startup thì lúc nào nó cũng sẽ có những cái khiến cho mình cảm thấy muốn gục ngã. Hồi đó đâu có, cũng không biết là đá ở đâu, cũng không biết là mình phải thuê một cái người nào để đi làm công việc đó, tại vì công việc đó nó mới quá, người ta thuê người ta đi lựa đá là người ta sẽ thắc mắc là ủa đi lựa đá làm cái gì, rồi lựa như thế nào, chị em đâu có biết lựa như thế nào đâu. Hai vợ chồng cùng với em trai của mình là bạn Ngà chạy xuống Long An giữa trưa nắng từ 9 giờ lựa cho tới 4-5 giờ chiều, đội cái nón lá ra lựa một đống đá đa bành kỳ, thì nó chỉ lựa được đâu đó khoảng chừng mấy chục cục thôi, tại vì đá mà xây dựng thì nó đủ hình dạng, nó gồ ghề, nó đủ thứ hết, thì mình phải lựa cái cục nào mà nó cái form hình dáng của nó tròn chỉnh nhất, cái bề mặt của nó láng mịn nhất. Thì khi mà khách hàng đặt hàng thì mình không có họa sĩ làm, mình không có tìm được họa sĩ, tại vì lúc những cái bạn họa sĩ cũng chưa biết là vẽ trên đá như thế nào, thế là mình phải tìm người này người kia người nọ. Khi mà tìm được người rồi các bạn vô làm thì các bạn lại bị nản bởi cái chất liệu đá ban đầu nó khiến người ta dễ nản chí và nó quá gồ ghề. Vẽ một cái hình to thì còn dễ, chứ còn mà vẽ lên mặt rồi đi mắt mũi miệng phải vẽ rất là lâu để mà có thể hoàn thiện được một cái bức chân dung. Để có được sự thành công và được mọi người biết đến như ngày nay, chị Nhung phải kiên trì và tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu trong lĩnh vực này. Thì cái lúc đầu mọi người chưa biết vẽ trên một cục đá là như thế nào, hoặc là mọi người cũng không có thể hình dung được là một cái cục đá nó có thể được làm quà tặng. Thì khi đó Nhung mới nghĩ Nhung với Võ phải làm sao để cho mọi người hiểu rằng đó là một cái ý tưởng thôi, nhưng mà ở đây chúng tôi không bán cục đá mà chúng tôi bán cái giá trị tình cảm. Ở đây chúng tôi không vẽ một cái hình lên cục đá mà chúng tôi đang ghi lại cái ký ức và cái tình cảm của người này dành cho người kia. Cái khó khăn nhất ban đầu có nghĩa là mình suy nghĩ một cái ý tưởng mà nó quá mới, nó mới lạ tại Việt Nam mà nó chưa có ai làm hết, cho nên là mà mình lại đem một cái ý tưởng đó đi kinh doanh, đi bán hàng và mang cái tác phẩm đó đến với khách hàng. Và khá là may mắn là khách hàng họ bắt đầu họ chạm được cái cảm xúc khi mà họ được nhận một cái món quà từ một người khác lén lấy hình của mình trên Facebook để vẽ lên. Đến nay, sở nghệ thuật thường được khách hàng đặt làm để làm quà sinh nhật, đám cưới, ngày kỷ niệm hay các dịp lễ như lễ tình nhân, ngày nhà giáo. Giá bán các sản phẩm dao động từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng, tùy theo yêu cầu của khách hàng. Hiện tại, nhà sổ có thể gửi hàng đi toàn quốc, còn thị trường tiêu thụ chủ yếu vẫn là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Sở nghệ thuật luôn luôn mong muốn sẽ là cái nơi hội tụ và là cái nơi kết nối của những người đam mê và yêu mến nghệ thuật, yêu mến thẩm mỹ và yêu mến sáng tạo handmade. Mọi người có thể đến đây và mọi người tự tay làm một cái tác phẩm nào đó dành tặng cho người thân yêu của mình.